Xin chào các bác, đã quay trở lại với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Coupe Rexon, một là mẫu xe đạp của Đức rất là nổi tiếng và rất quen thuộc với các bác chơi xe. Thương hiệu Coupe chạy bộ chuyển động Shimano Atut, khung nhôm Rexon nguyên bản, xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, hành bánh 26 inch, toàn bộ phần khung của chiếc xe thì làm từ nhôm, rất là cứng cáp, cực kỳ là đẹp. Còn là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là cái độ mới nên là cái ngoại hình của nó không được như trước đã xuất hiện những vết xước không thể tránh khỏi. Và để đánh giá tổng thể thì xe này cũng khá là đẹp, xe đạp địa hình Coupe thương hiệu Đức, bao đồ là Rexon. Chạy full bộ chuyển động Shimano Atut, 8 tầng lip và 3 tầng đĩa, xe có 24 tốc độ khác nhau. Mức giá em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 6.200.000. Chiếc xe đạp khá là đẹp, thương hiệu tốt, bánh đi vòng cuối lộ. Hàng bán 26 inch. Phần di động của chiếc xe cũng được trang bị bộ đáy bấm Shimano 83, 8 tầng lip và 3 tầng đĩa, chạy bộ phanh dầu của Shimano. Máy trước bi vòng, em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, khóa yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe tốc độ nó có đi từ khoảng 1m60 1m70, thì phù hợp 8.3 tầng đĩa. Chuyển động rất mượt mà. Giá bán của chiếc xe bên em bán chiếc giá chỉ là 6.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 7043. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác để đăng lên kênh, để các bác xem hết video hoặc là các bác xem những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.